Rồi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình hướng dẫn anh em set cái màu của con máy 7D. Tại vì mình không mượn được 6D cho nên là mình sẽ set máy 7D cho anh em xem nhá. Thì cái màu của con 6D với màu của con 7D với màu của con 5D Mark 2, màu của 40D, 50D, 60D, 70D, 80D nó cũng xem nó gần giống nhau, không khác nhau là nhiều anh em nhá. Thì anh em có thể dựa qua một số cái thông số mà mình set, thì anh em set máy cho mình, set cho máy color của mình nhá. Tiên anh em bật máy cho em này, xong vào menu nhá. Menu thì lúc em đang nói đến cái đoạn đầu tiên thôi, bây giờ mình nói lại từ đầu luôn đi. Ở đây thì cái phần chất lượng ấy thì em sẽ để là RAW và S. Thì tại sao lại để RAW và S? Tại vì là RAW thì là em để chất lượng tốt nhất, còn cái chữ S này ấy, thì em để nó để vì là vì em về em không dùng cái file JPG này cho nên em chỉ để chất lượng S thôi, để em giao cho file cho khách. Giao file cho khách thì khi mà em giao file cho khách thì em chỉ giao file S thôi, cho nên là khách sẽ không thể nào mà phóng to được. Đấy là một cái bí quyết của tất cả các anh em thợ đi chụp. Rồi, và thứ hai nữa là cái phần beep thì em sẽ để on nha anh em ơi, để mà khi chúng ta lấy led nó kêu beep 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 để cho chúng ta biết được nó led hay không. Và tiếp theo nữa là cái phần cái ô thứ hai, cái ô hình máy ảnh đỏ thứ hai này, thì ở đây ấy, thì cái phần auto lighting optizer này ấy, thì em sẽ để nó standard nhá. Tất cả mọi thứ đều em để tiêu chuẩn. Cái wah ba lang này ấy, thì em sẽ để là chế độ K. Một số anh em không biết chụp thì anh em chụp chế độ là AVFB, nhưng mà bản thân em thì em để chế độ K, bởi vì là chế độ K nó cho chúng ta được căn chỉnh lại được rất là nhiều thứ, và mình thích cái màu dạng màu như nào thì mình sẽ căn chỉnh nó như vậy. Và tiếp theo nữa đó là cái phần custom wah ba lang này thì em sẽ không để nó, em sẽ để cái phần VK6BKT này, thì anh em sẽ để cho em đây cái bảng màu. Cái bảng màu này thì nó tùy từng thời điều kiện thời tiết. Thí dụ như là nếu mà vào buổi sáng mà chúng ta chụp mà nó bị ám xanh hoặc là ám xanh sương mù ấy, thì anh em để đỏ với hồng cho em nhé. Còn nếu mà buổi chiều mà anh em mà để ví dụ như mà trời nắng gắt quá thì anh em để cho em sang B1G1, B2G3. Còn buổi sáng thì em hay để như vậy để cho ảnh nó bị ảnh nó hồng tím một chút xíu. Ok. Còn nếu mà buổi hôm nào mà trời nó kiểu là dạng nó tím hoặc là anh em vào trong rạp ấy, thì anh em chuyển về chế độ B này cho em này, cái chế độ trong rạp. Còn tiếp theo nữa là về cái chế độ em chia sẻ một chút xíu, em chia sẻ với anh em một chút xíu về cái chế độ mà đi chụp sự kiện nhá. Chưa có thẻ em ơi, đó là lắp thẻ vào chụp sự kiện thì anh em để nhiệt màu ngoài trời em sẽ để khoảng 4.800, 4.700. Trong rạp thì để 3.500 thôi, 3.700 thôi. Trong rạp nếu mà màu xanh thì nó cộng lên, còn màu đỏ đa số là rạp mọi người sẽ dùng rạp đỏ nhiều. Đa số anh em dùng rạp đỏ nhiều. Em xả cái này xuống đất. Anh em sẽ dùng rạp đỏ nhiều thì anh em để 3.800 hoặc 4.200 cho em nhá. Đây là cái mà đi chụp chúng ta để chúng ta căn cân đối màu. Còn nếu mà ánh sáng ngoài trời bình thường thì anh em để về mặc định cho em là không nhá. Anh em không dùng cái gì hết. Rồi, ok. Còn nếu mà chụp hoàng hôn thì anh em để cái nhiệt màu như này cho em nhé. Anh em để nhiệt màu cho em cao lên, hoặc là anh em để cái hình ngôi nhà ấy. Đây ạ, nhiệt màu là anh em để cái shade này. Hoặc là em để nhiệt màu khoảng 8.000. Anh em ơi, để nhiệt màu cao nhá. Em để nhiệt màu 8.000 nếu mà chụp hoàng hôn như này, cho ra ánh sáng nó màu vàng. Và tiếp theo đó là cái phần M đấy. Em sẽ để về phần... đây, em sẽ để bên nhiều tầm này chút. A4G4, anh em nhìn thấy không ạ? A4G4. Rồi, ok, tiếp theo đó là về phần color space thì em sẽ để SLUI, tại vì là một số anh em thắc mắc hỏi bảo anh ơi tại sao em chụp ở trên màn hình thì một màu mà em có ra máy tính một màu, thì nó là cái này đấy. Đây à, cái SLUI này. Anh em để RGB RGB cũng được, nhưng mà về phải bớt màu, em để luôn SRGB cho nhanh. Và picture style, cái này quan trọng, cái này rất quan trọng. Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy là picture style thì em set màu cho cái style màu này là 7. Cái phần đây là nó info, anh em nó info để set màu tiếp nhá. Đây là ok này, anh em nó info này đấy. Thì phát sharpen em để 7, sharpen là độ led,
Còn con chat thì độ trong thì em để không mặc định, em không dùng nó. Tại vì khi nào mà hôm nào mà anh em mà chụp trời nắng hoặc là trời mà nó bị mù thì anh em cộng lên hoặc là trừ đi, hoặc là nắng gắt quá trừ bớt đi một chút xíu để cho nó đỡ bị gắt. Còn hôm nào mà trời mù thì cộng lên một chút xíu. Còn solution ấy thì cái phần solution này thì em sẽ chờ, em sẽ trừ đi một tí tí thôi. À, để cho chúng ta có thể làm cái pha nó nhạt nhạt hơn một chút xíu. Và cái phần color tone này thì em thích nó bị, em thích cái ảnh nó màu cam. Anh em nào mà thích màu cam ấy thì anh em chuyển về cái phần color tone này cho em nhá. Cộng lên thoa em 1 hoặc 2. Đó, ok. Cái phần sắp bên này anh em để mắt hoặc là để có thể là một số anh em nếu mà chụp chân dung ấy thì anh em chơi cho em 5 thôi. Còn nếu mà chụp bình thường mà phong cảnh hoặc là chơi dạng đời thường hoặc là đi sự kiện thì anh em có thể bày cho em trong LED cho nó căng cho sướng nhá. Rồi, ok. Standard, còn phần tiếp theo là cái phần postcard thì cái postcard này là cái style màu chụp chân dung. Chân dung em để 5 anh em nhá. Để 5. Contrast thì để mặc định luôn, không em không để, em không dùng cái gì nó cả, không sợ gì nó cả. Saturation thì trừ 1. Color tone thì em cũng để trừ 1 luôn. Tại vì postcard thì nó sẽ thiên hồng hồng chút xíu, thật ra màu da nó đẹp. Ok, thì em sẽ để như vậy. Rồi, tiếp theo đó là landscape. Landscape thì nó là chế độ chụp phong cảnh, em để em trừ hết nó đi. Để cho không bị nó không có bị nó không có bị cái gì hết anh em ạ. Em tất cả các size màu thì em để trừ mặc định luôn về không luôn, còn nó sẽ chả để một cái gì khác. Và tất cả là em để file raw nhá. Rồi, ở đây là cái chế độ standard chụp mọi thể loại luôn anh em ơi, tiêu chuẩn nhá. Và nhiệt màu mặc định bình thường ở chế độ bình thường em thì để khoảng 4.500 đến tầm 5.200 thôi, 5.500 thôi. Chứ anh em đừng có để nhiệt màu 8.000 em như ở trên hình nhá. Đây, trong nhà thì em để 4.800. Còn cái phần ám màu, nói chung là chủ yếu là cái phần nhiệt màu và phần ám màu là cái hai cái mấu chốt thôi. Anh em chỉ cần hiểu cho em được cái phần này là được. Còn cái phần standard với cái phần white balance ấy thì không cần. Cái phần standard ấy thì cái nói chung là cái style màu này khi mà anh em mà chụp xong mà anh em về mà anh em chụp phát raw ấy thì nó cũng xem nhau thôi, không khác nhiều, nhưng mà cùng em chụp cùng sao file nó đẹp nhất là được. Tiếp theo đó là cái phần dust data. Nói chung là mấy cái này em chả bao giờ dùng đến. Auto thì chơi max 6.400 anh em ơi, cái này nó chỉ là 6.400 thôi. Và tiếp theo là cái phần live shot thì em sẽ để enable để mà chúng ta bật vào đây thì có thể nhìn thấy live view. Anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây em xoay cái vòng ấy không cho nó. Info đây anh em nhìn thấy. Đấy. Ok. Em sẽ không, nói chung là mấy cái này nó rất là đơn giản, không gì khó cả. Còn cái phần AF mod thì em sẽ để live mod hoặc là live mod thôi, chứ để quick mod thì nó không lấy được nét. Em sẽ để live mod và em sẽ để nét bằng cái phím AF này. Anh em có thể nhìn thấy đấy ạ. Đấy, ok. Nói chung là mấy cái set màu này thì nó không có gì là khó khăn cả anh em ạ. Thì anh em chủ yếu là set style màu cho em thôi, còn những cái thứ khác em không quan tâm anh em nhá. Chủ yếu set màu như vậy thôi. Cái clip này thì chắc là em sẽ không up được lên YouTube đâu, tại vì hôm nay cái clip này làm sơ sài quá, tại con em nó nghịch quá. Xin chào mọi người nhá. Em vừa mới hướng dẫn anh em xong một cái hướng dẫn anh em set màu color 7D. Thì cái màu của 5D2 với cái màu của 6D nó cũng giống nhau như vậy nhá. Rồi, ok, xin chào mọi người.